Pháp Vương vô thượng tôn tam giới vô luân thất thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi tự phù. Những niệm quy năng diệt pháp kỳ nghiệm xưng dương nhược tăng thăng ứng kiếp mạc năng tăng. Nam a la sa la tăng không tịch này cảm ứng đạo giáo nan này tư nghi ngã thứ đạo tràng ấy như để cho phương chư phật ngay anh hiền trung ngã thân anh hiền chư phật ngay tiền đầu diêm tiếp túc mà quy tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chỉ tâm đẳng Phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơn hồi tướng Phật Bồ tâm đảnh lễ nam hai mô thấy phương cần làng thế giới đại từ đại bi di đà phật đại bi
chiên đàn hai ngàn lư nhiệt danh hương gia vô tự mẫu lượng vô ương hóa nội đã tan lương ai chí tâm kiên tương ai những chú biển thầm phương ai nam mô Nam mô Hương Văn Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Văn Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiền Thủ Thiền Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam Mô Hằng Ra Đắng Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yên Đế Thương Bát Ra Dạ Bồ Đề Tát A Đoa Bà Dạ Ma Ha Tăng Đó Ba Gia Ma Ca Lô Ni Ca Giang Thác Ban Ra Vạn Về Số Đát Na Đát Tòa Nam Mô Tăng Kiên Lạc Đó Y Mong A Di Đà Bà Lô Kiên Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Tăng Đề Đề Ma Ha Bạn Đa Sa Mê Tăng Ba Tha Tăng Bà Tăng Đà Na Ma Bà Già Ma Phạn Đàng Đồng Na Địa Thang Na Ba Lô He Lô Ca Đề Ca Ra Đề Nhi He Di Ma Ha Bồ Đề Tăng Đoa Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma He Di Đà Dân Câu Lô Câu Lô Kiếm Mong Đô Lô Đô Lô phần ra xa lời và xa pha xâm phần ra xa giáo lô lô mà ra hô lô hê đi ta ra tân hê đi tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đề giả bồ đề giả di đề đi giả na ra cân trì địa đi sắc ni na ba giả ma na Ya ta ba ma tăng đa ya ta ba ham tăng đa dương nghe tăng vang ra ya ta ba na ra cấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tăng ra tăng na mùng khứ ya ta ba ham ta ba ma tăng đa ya ta ba Ma ba lợi thắng ni ra ya ta ba ha nam mô ấn ra đắng na đa ra ya ya nam mô a di đà ba lô yên đế thức bằng ra ya ta ba an tâm niên đồn mang đa ra bằng đa ya ta ba an tâm niên đồn mang đa ra bằng đa ya ta ba Nam mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ma ba thiên vàng kim năng tạo ngồm. Ngà kim kiến văn đăng thọ trì nguyện giải như lai chân thiện nghiệm. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quang Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Nhị Thời Vô Tận Y Bồ Tát Thân Tùng Tòa Khởi Thiện Đáng Hữu Kiên. Hiệp chương ứng phán như ta thì ngôn Thế Tôn Quang Thế Âm Bồ Tát Di Hà Nhân Duyên Danh Quang Thế Âm Phật Cao Vô Tận Ý Bồ Tát Thiền Nam Thứ. Nhược vô lượng ba thế quan ức chúng sanh thọ chữ khổ não văn thì Quang Thế Sân danh Quang Thế Âm Bồ Tát Tấn Thời Quang Kỳ Âm Thanh Nhi Đăng Giải Thoát. Như hữu trì thì Quang Thế Âm Bồ Tát Danh Giá Thiên Nhâm Đại Hoa Hoa Bất Năng Thiếu Do thì Bồ Tát Hoài Thần Lưng Có Nhượng Vì Đại Phi Sở Phiêu Xưng Kỳ Danh Hiệu Thân Đắc Thiên Sứ Nhược Hữu Ba Thiên Hoàng Ứng Chúng Sanh Vì Cầu Kiệm Ngân Lưu Ly Sa Cư Ma Não Sáng Ngô Văn Trân Châu Đăng Bao Nhậm Ư Đại Hải Già Sư Hắc Phong Suy Kỳ Thuyền Phương Phiêu Đòa La Sa Nhượng Hữu Này Chỉ Những Nhân. Xưng Quang Thế Âm Bồ Tát Danh Già Thì Chư Nhân Đặng Giải Đăng Giải Thoáng Là Sáng Chi Nàng Dĩ Thì Nhân Duyên Danh Quang Thế Âm Như Phục Hữu Nhân Lâm Đương Bị Hại. Xưng Quang Thế Âm Bồ Tát Danh Và sợ bị sơ chấm đạo trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung và xóa la sanh. Dùng lời nào nhân văn kỳ xưng Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Giá thì chư ác quỷ thường bất năng dĩ ác nhãn thì chi huống phục gia hai thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội. Nhược vô tội nữ giới gia toa kim hề kỳ thân xưng Quán Thế Âm Bồ Tát Danh Giá Giải Tân Đoàn Hoài Thức Đăng Giải Thoát. Nhược tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoan tặng hữu nhất thương chú tương chư thượng nhân thế trì trọng bao kinh qua hiếm lộ kỳ trung nhất nhân tăng thì sương ngôn. Chư thiên nam tử văn đa cùng bố như đắng ưng đương nhất tâm xưng Quang Thế Âm Bồ Tát Danh Hiệu thì Bồ Tát Năng Dị Vô Ý Thế Ư Chúng Sanh như đắng nhược
thừa xưng danh và ư thứ oán ta đương đăng giải thoát. Chúng thường nhờn vẫn có phá thịnh ngôn Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát xưng kỳ danh cô tinh đấng giải thoát vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tăng. Hoài thần chi lực nguy nguy như thế nhược hư chúng sanh đã kính Quán Thế Âm Bồ Tát tường đăng ly sân nhược đa ngũ si tường niệm kính Quán Thế Âm Bồ Tát tiện đăng ly si vô tận ni Quán Thế Âm Bồ Tát cứu như thì đăng đại hoài thần lực đa sơ nhiều ấn thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát tiền sanh phương đức trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh ưu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng nhân ai kinh vô tận Quán Thế Âm Bồ Tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kính lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ưng thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu vô tận ý nhường hữu nhân thọ trì lục thập nhị ứng hằng một thân hình cung dường âm thân ý vong hòa của ý dược ư nhớ ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì bằng ca cùng tăng vô tận ý thọ trì Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu đặc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý vô tán văn phần ngôn thế tôn Quán Thế Âm Bồ Tát văn hai vô thứ ta bà lợi giới văn hà nhi vị chúng sanh pháp phương tiền chi lực kỳ sự vân hà phần cáo vô tận ý Bồ Tát thiền nam tự như hứa quang độ chúng sanh ứng di Phật thân đăng độ gia Quán Thế Âm Bồ Tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp ứng di bích chi Phật thân đăng độ gia từng hiền bên chi và thân nhi về thuyết pháp ân di thanh văn thần đăng đồ gia tấn hiền thanh văn thân nhi về thuyết pháp ân di phạm vương thần đăng đồ gia tấn hiền phạm vương thân nhi về thuyết pháp ân di đế thích thần đăng đồ gia từng hiền đế thánh thân nhi vì thuyết pháp ân di từ tại thiên thân đăng độ gia tức hiền từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ân di đại từ tại thiên thân đăng độ gia từng hiền
đại từ tại thiên thắng nhi vị thuê pháp ưng di thiên đại tướng quân thân đắng đồ gia tân hiện thiên đại tướng quân thân nhi vị thuyền pháp ưng di tỳ sa môn thân đắng đồ gia tân hiện tỳ sa môn thân nhi vị thuyền pháp ưng di tiểu vương thân đắng đồ gia tân hiện tiểu vương thân nhi vị thuyền pháp ưng di trường gia thân đắng đồ gia tân hiện trường gia thân nhi vị thuyền pháp ưng di cư sĩ thân đắng đồ gia tân hiện cư sĩ thân nhi vị thuyền pháp ưng di tế quan thân đắng đồ gia tân hiện tế quan thân nhi vị thuyền pháp ưng di bà la môn thân đắng đồ gia tân hiện bà la môn thân nhi vị thuyền pháp ưng di tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di thân đắng đồ gia tân hiện tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di cư sĩ thế quan bà la môn phụ nữ thân đắng đồ gia tân hiền phụ nữ thân nhi vị thuyền pháp ưng di đồng nam đồng nữ thân đắng đồ gia tân hiền đồng nam đồng nữ thân nhi vị thuyền pháp ưng di thiên long gia xoa càng tăng bàn A tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đẳng thân đẳng đồ giả thân dài hiện chi nhi vị thuyền pháp mừng nhi chấp kim cang thần đẳng đồ giả thân hiện chấp kim cang thần nhi vị thuyền pháp phò thần ý thì vẫn thế Bồ Tát thành từ nhờ thế công đơ di chúng chúng hình dù chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đằng ưng đương nhất tâm cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát thì Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát ư Bồ Uy cấp nàng chi trong năng thi vô ý thì cổ thư ta bà thế giới giai hiệu chi phi thi vô ý dạng Cô Tần Y Bồ Tát Bành Phật Ngôn Thế Tôn Ngà Kim Đương Cúng Dường Quan Thế Âm Bồ Tát Tức Giải Cảnh Chúng Bảo Châu Anh Lạc Gia Trì Bá Thiên Lương Kim Nhi Dị Dự Chi Tăng Thị Ngôn Nhân già thọ thơ pháp thế trang bảo anh là tài quan thế âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát ý phụng bạch quan thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ anh làm Như thời Phật ca quán thế âm bồ tát đương mừng thư vô tận ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quan thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi nhân đẳng thọ kỳ anh làm Phật ta nhị Phật nhân Phật phong thân ca mâu ni Phật nhờ Phật phụng đa ba Phật tháp vô tận y quang thế âm bồ tát hữu như thị từ tài tận lực du ư ta bà thế giới nhị thờ
Bồ Tát Di Kệ Vấn Vê Thế Tôn Diệu Tướng Cụ Ngã Kim Trùng Vân Bí Phật Tứ Hà Nhân Duyên Danh Vĩ Quán Thế Âm Cụ Túc Diệu Tướng Tôn Kệ Nam Vô Tăng Y Như Thánh Quang Âm Hành Thiện Ưng Chư Phương Sa Hoàng Thề Thăm Như Ái Linh Kim Bất Tư Nghị Thị Đa Thiện Ưng Phân Phan Đại Thánh Tịnh Nguyện Ngà Vì Như Lừa Phía Văn Danh Cầm Kiến Thân Tâm Niệm Bất Không Quá Năng Diệt Chư Hư Khổ Gia Sứ Hải Thôi Làng Đại Hoa Canh Niệm Bi Quán Âm Lờ Hoa Canh Biên Thành Trì Hoàng Phiêu Lưu Cự Hải Long Ngư Chư Quý Nàng Niệm Bi Quán Âm Lực Ba Làng Bân Năng Một Hoàng Tài Thu Di Phong Vì nhận sơ thôi đoà niệm bí quan âm lần như nhận hư không trô hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn niệm bí quan âm lần bất năng tồn những mau Hoàng trì oan tăng nhiễu ca trăm đao gia hài niệm bí quan âm lần hàm tấn khơi tự tâm hoàng tạo vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niệm bí quan âm lần đao tầm đoan đoan hoài hoàng tu khâm gia toa thu túc bị nữ giới niệm bí quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam niệm bi quán âm lờ hoàng trước ở bọn nhân hoàng ngộ án la xá đồng long chư quỷ đặng niệm bi quán âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn niệm bi quán âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục ý khi đồng yên hóa nhiên niệm bi quán âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết điện giang bà chư đại vô niệm bi quán âm lớn ngưng thời đặng tiêu ta chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quán âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần quan thù tri phương tiền thăm phương chư quan đồ vô sa băng hiền thần chúng chung chư an thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tất linh diền chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phòng hòa vô minh chiếu thế gian vì thế giới lôi chân tư diệu đại vân chú cam lộ phạm võ diệt trừ phiền não dìm tranh tùng kinh quan sư bố ý quân trần trung niệm bi quan âm lực chung oan tân thôi tăng diệu âm quan thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm niệm và sanh nghi quán thế âm tình thanh ư khổ nào tự anh nàng vì tăng y hộ của những thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn nhi thời trì địa bồ tát thế tông tòa khởi tiền bàn phật ngôn thế tôn nhược hư chúng sanh văn thì quán thế âm bồ tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiền thần thông lực giam đường trì thế nhãn cao đứng ba thiệu phà thuyết
thế phó môn văn thời chúng trung ba vàng tứ thiên chúng sanh dài pha vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phó môn phạm chân ngôn viên an đa rì đa rì đống đa rì đống đốt đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hà an đa rì đống đa rì đống đống đa rì ta bà hà lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni ba chi hồng án ma ni ba chi hồng án ma ni ba chi hồng ăn ma ni bác di 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 hồng ăn ma ni bác
di hồng ăn ma ni bát 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 di hồng ăn ma ni ba 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 di hồng Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Thông Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Thế Hoàng Thâm Mà Có Hai Phim Tự Phong Phổ Thế Tâm Dung Xa Xa Hiện Vô Cùng Ấy Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm
Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi. Quán Thế Âm Bồ Tát Ma chiều kiên ngô ứng giai không độ những thế vô ánh xa lợi tư sanh bấn gì không không bấn gì sanh sanh từ thì không không tương thì sanh thọ tương hành thân di phụng như thì xa lợi tư thì chư phá không tương bớ sanh bấn gì bấn cơ bấn tình bấn tăng bấn giam thì cố không trung vô sáng vô tòm tường hành thơ vô nhang nhị tí thì thăng ý vô sa thịnh hương vì sông phá vô nhang giới này chỉ vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tầng này chỉ vô lào từ diệt vô lam từ tầng vô vô tâm diệt đà vô tri diệt vô đăng dĩ vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cứu canh niên bàn tam thế chư Phật y văn nhà ba la mật đa cố đăng a nào đa la tam miêu tam bồ đề cô tri văn nhà ba la mật đa thi đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng
phương chú thị vô đăng đăng chú năng trừ những thiết cô chân thiền bẩn hưng. Cô thiền bẩn nhã ba la mừng đa chú tân thuê chú viên yên đế y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà hăng yên đế Di ri đa thì ca lăng đa di ri đa thì ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đa bà ya đa tha ya đa ya đa điện ya tha di ri đô bà tìm a di ri đa tha nam bà tìm a di ri đa thì ca lăng đa ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya tham a di đề đô bà thề a di đề đa ta đa bà thề a di đề đa thề ca lăng đế a di đề đa thề ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta ma hằng a di đà phật thân kim sang ê tướng hảo quang minh vô đẳng luân ê bành hào uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh đại hải quan trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên tứ thâm ba nguyện độ chúng sanh cử pháp âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô tây phương cần là thế giới đại từ đại bi Phật Nam Mô
mô A Di Đà Phật. Nam 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 mô Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Ngài nghe tiếng chánh tâm
Dầu trong bình liên miên khó cực, ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay. Bao nhiêu tai nạn hằng ngày, chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quang. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian. Hóa thân công chúa đoan trang, diệu trang vương ngữ ngai vàng vô trang. Diệu thanh ấy chính là chi cả sao cùng tô chứng quả văn thù, diệu âm trì thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đường vào canh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tôi nhỏ trí có ai bì, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tái động hương tính bất thành Việt Nam ơi. Một cành tiên mây lam che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh. Cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ai chào hai bên không lối đạo thầy. Luôn luôn chân chánh thần ngài, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ miền Nam hải núi Phổ Đà. Trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phố môn thì hiền. Đức Như Lai thuật chuyển khen ngài, oai thần linh hiền không hai. Tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiện tức thì, tới nơi diệu giang cấm kỳ độ cho. Nạn ai cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường, chỉ thành đốt nén tâm hương. Ai vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền, những chuyện ấy hiển nhiên
dạy không sai, chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạc ban, chính từng sen bao đài vàng. Di Đà thọ ký rỡ ràng thánh thời gian. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Phụng kinh công đấng thù thắng hành vô biên thắng phước giải hồi hướng ai vô nguyện phạm giới chư chúng sanh tông vạn vô lượng quang phần sáng ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ cho minh liễu phổ nguyện tội chương tất tiêu trường thế thế thượng hành bồ tát đạo ai nguyện sanh tây phương tịnh độ trung ma cửu pháp liên hoa vì phù màu hoa khai kiến phật ngộ vô sanh bất thối bồ tát vi bàn lữ nguyện gì thứ công đức an phố cầm những thế ngã đặng giữa chúng sanh giai công thành phật đạo tự quy phật đường nguyện chúng sanh thế giới đại đạo ở pháp vô thượng tâm tự quy pháp đường nguyện chúng sanh thâm nhàm kinh tạng trí huệ tự quy tăng ai đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng những thiên vô ngại
sanh đều trọn thành này phân đồng. Đa sở nhiều ích thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường quang thế âm bồ tát tiền sanh phương đức trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh ưu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng tầng y quán thế âm bồ tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kính lễ bái quán thế âm bồ tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ưng thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu vô tận ý nhường hữu nhân thọ trì lục thập nhị một thân hình cung dường âm thân ế vong hòa của ế dược ư nhớ ế vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhờ phong hữu nhân lắm đương thọ trì cùng tăng vô tăng ý thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu đặc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận ý vô tán bánh phần ngôn thế tôn quán thế âm bồ tát văn hà vô thứ ta bà hỡi giới văn hà nhi vị chúng sanh pháp phương tiền chi lực kỳ sư vân hà phần cáo vô tận ý bồ tát thiền nam tự như hứa quang độ chúng sanh ứng di phật thân đăng độ gia quán thế âm bồ tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp ứng di bích chi phật thân đăng độ gia từng hiền bên chi và thoáng nhi về thuyết pháp ơn di thanh văn thần đăng đồ gia tấn hiền thành văn thần nhi về thuyết pháp ơn di phạm vương thần đăng đồ gia tấn hiền phạm vương thần nhi về thuyết pháp ơn di đế thích thần đăng đồ gia từng hiền đế thánh thân nhi vì thuyết pháp ân di từ tại thiên thân đăng độ gia tức hiền từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ân di đại từ tại thiên thân đăng độ gia từng hiền đại từ tại thiên thân nhi vì thuyết pháp ân di thiên đại tướng quân thân đăng đồ gia tấn hiện thiên đại tướng quân thân nhi vì thuyết pháp ưng dị tỳ sa môn thân đăng đồ gia tấn hiện tỳ sa môn thân nhi vì thuyết pháp ưng dị tiểu vương thân đăng đồ gia tấn hiện tiểu vương
phương thân nhi về thuyết pháp ứng di trường giả thân đăng độ giả. Thân hiền trường giả thân nhi về thuyết pháp ứng di cư sĩ thân đăng độ giả. Thân hiền cư sĩ thân nhi về thuyết pháp ứng di tế quan thân đăng độ giả. Thân hiền tế quán thân nhi về thuyết pháp ứng di bà la môn thân đăng độ giả. Thân hiền bà la môn thân nhi về thuyết pháp ứng di tỳ kheo. Tỳ kheo ni ưu bà tấn ưu bà di thân đăng độ giả. Thân hiền tỳ kheo. Tỳ kheo ni ưu bà tấn ưu bà di sĩ thế quan bà la môn phụ nữ thân đăng độ giả. Thân hiền phụ nữ thân nhi về thuyết pháp ứng di đồng nam đồng nữ thân đăng độ giả. Thân hiền đồng nam đồng nữ thân nhi về thuyết pháp ứng di thiên long gia xoa càng tăng bà. A tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la già nhân phi nhân đăng thân đăng đồ giả. Thân dài hiền chi nhi về thuyết pháp mừng nhi chấp kim cang thần đăng đồ giả. Thân hiền chấp kim cang thần nhi về thuyết pháp phò thần y thì vắng thế âm bồ tát. Quốc độ độ thoát chúng sanh thì có như đàn ngưng đương như cái tâm cúng dường. Quán Thế Âm Bồ Tát thì Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát ư bồ uy cấp nàng chi trong năng thi vô uy thì cô thư ta bà thế giới giai hiệu chi phi thi vô uy giảm. Cô tần y bồ tát bành phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường. Quan Thế Âm bồ tát tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tán thi ngôn. Nhân già thọ thơ phẩm thế trang bảo anh là tài. Quan Thế Âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát y phụng bạch. Quan Thế Âm bồ tát ngôn nhân già mừng ngã đắng có thọ thứ anh làm. Như thời phàn ca Quan Thế Âm bồ tát đương mừng thư vô tận ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca lâu la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời. Quan Thế Âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân vi nhân đẳng thọ kỳ anh làng. Phân tác nhị phân nhân phân phụng thích ca mâu ni phật nhờ phân phụng đa ba phần tháp vô tận y Quan Thế Âm bồ tát hữu như thị từ tài thần lực du ư ta bà thế giới. Nhị thời vô tận y bồ tát di kệ vẫn việc thế tôn diệu tướng cụ ngã kim trùng vân bí phân tứ hà nhân duyên danh vi Quan Thế Âm cụ túc diệu tướng tôn kề đám vô tận y như thánh quan âm hành thiện ưng chư phương sơ hoàng thề thăm như ái lên kim bất tư nghị thị đa thiện ưng
phân phan đại thánh tình nguyện. Ngà vì như lửa phía vang danh cầm kiến thân tâm niệm bất không quá năng diệt chư hư khổ gia xứng hài ý thôi làng đại hoa khanh. Niệm bi quan âm lờ hóa khanh biến thành trì hoàng phiêu lưu cử hải lòng ngư chư quý nàng. Niệm bi quan âm lực ba làng bất năng một hoàng tài thu di phong. Vì nhận sơ thôi đoà niệm bi quan âm lần như nhận hư không trơ hoàng bi án nhân trục đoà là kim cang sơn. Niệm bi quan âm lần bất năng toàn nhất mau hoàng trì hoàng tăng nhiễu ca trăm đao gia hài. Niệm bi quan âm lần hàm tấn khơi tự tâm hoàng ta vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung. Niệm bi quan âm lần đao tầm đoan đoan hoài hoàng thu cấm gia thoa thu túc bị nữ giới. Niệm bi quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân gian. Niệm bi quan âm lờ hoàng trước ở bọn nhân hoàng ngộ án la xá đồng long chư quỷ đằng. Niệm bi quan âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao ca bôn. Niệm bi quan âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục yết khi đồng yên hóa nhiên. Niệm bi quan âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết điện giang bà chùa đại vô. Niệm bi quan âm lớn ưng thời đặng kêu ta chúng sanh bị khốn anh vô lượng khổ bức thân. Quan âm diệu trí lần năng cứu thế gian khô cụ túc thần thông lần hoàng thù trí vương tiền thăm phương chư quan đồ vô xá băng hiền thần chúng chung chư án thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư khổ gì tìm tất linh diền. Chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thừa chìm ngưỡng vô cáo thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa vô minh chiếu thế gian. Vì thế giới lôi chấn tư ý diệu đại vân chú cam lộ phạm vô diệt trừ phiền não diệm tranh tùng kinh quang sư bố ý quân trần trung. Niệm bi quan âm lực chung oan tân thôi tăng chiều âm quang thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 và sanh nghi quang thế âm tình thanh ư khổ nào tự anh. Năng vì tăng y hộ của những thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn. Nhi thời trì địa Bồ Tát ta tông tòa khởi tiền bàn Phật ngôn thế thôn nhược hư chúng sanh văn thì quán thế âm Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiền thân thông lực giam. Đường trì thế nhãn không đừng ba thiệu và thuế thế phổ môn phân thời chúng trung bác vàng tứ thiên chúng sanh dài pha vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm. Diệu pháp liên hoa kinh quán thế âm Bồ Tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đa rì đốn đa rì đốn đốt đa rì ta bà hà an đa rì
đa rì đông đa rì đông đông đa rì ta ba An ma ni bác di hồng 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 hồng an ma ni ba di 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 hồng an ma ni an ma ni bác di hồng 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 an
ma ni Phật di ông ăn 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 ma ni Phật di ông Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Viên Thông Ấy Thầm Nhi Đại Nguyện Phổ Thế Tâm Dung xa xa hiện vô cùng Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang
Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Ma Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Ban Nhã Ba La Mật Đa. Thời chiều kiên ngô ứng giai không độ những thế vô ánh xa lợi tư sanh bấn gì không không bấn gì sanh. Sanh thực thì không không tương thì sanh thọ tương hành thân di phụng như thì xá lợi tử thì chư phá không tương bớ sanh bân di bân cơ bất tình bân tăng bân giam thì cố không trung vô sống vô tòm. Tương hành thơ vô nhang nhị tí thì thân ý vô sa thịnh hương vì sông phá vô nhang giới này chi vô ý thân giới vô vô minh diệt vô vô minh tầng này chi vô lão từ diệt vô lâm. Từ tầng vô vô tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn. Cứu cánh niến bàn tam thế chư Phật. Y văn nhà ba la mật đa cố đăng a nào đa la tam miêu tam bồ đề cô tri văn nhà ba la mật đa thi đại thân chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ những thiê cô chân tiền bẩn hưng. Cô thuyền mang nhà ba la mừng đa chú tân thuyền chủ viên yên đế y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà yên đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà hăng yên đế y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà.
tạng ba nam mô a di đà bà già đà tha già đà già đà điên già tha di đi đô bà tì a di đi đà tấn nam bà tì a di đi đà tì ca lăng đê a di đi đà tì ca lăng đê già di ni già già na chi đà ca lê ta bà nam mô a di đà bà già đà ta di đi đô bà tình a di đi đa ta nam bà tê a di đi đa tê ca lăng đê a di đi đa tê ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lê ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya tham a di đi đô bà tê
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô vào trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quan
Vô lượng kiếp ta bà thế giới, ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian, hóa thân công chúa Đoan Trang, Diệu Trang Vương ngự ngai vàng vô trang. Diệu thanh ấy chính là chi cả sao cùng tu chứng quả văn thù, diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh. Trọn môn nhà đứng vào canh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi, tuổi nhỏ trí có ai bị, dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, công thành cứu độ chúng sanh, thời kỳ trai giới tu hành, tái động hương tính bất thành Việt Nam. Một cành tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ai chào hai bên không lối đạo thầy, luôn luôn chân chánh thần ngài, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ thai. Miền Nam hải núi Phổ Đà trụ, ở nơi ấy cũng là hương sơn, trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cũng là tùy ý muốn chi, ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho, hay có kẻ qua đò mắc nạn, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường, chỉ thành đốt nén tâm hương, vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này, một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho. Anh
trong khổ hải đò từ vấn đời và chúng sanh đưa tới lạc ban chính từng sen bao đài vàng Di Đà thọ ký rỡ ràng thánh thời gian từ bi cơ khổ độ đời tăng thanh giải nạn đến nơi hòa bình Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát Phụng Kinh Công Đức Thù Thân Hành Vô Biên Thắng Phước Giải Hồi Hướng Ai Vô Nguyện Phạm Giới Chư Chúng Sanh Tông Vạn Vô Lượng Quang Phần Sáng Ai Nguyện Tiêu Tam Chương Trừ Phiền Não Nguyện Đăng Trí Huệ Chợ Minh Liễu Phổ Nguyện Tội Chương Tất Thế Thế Thượng Hành Bồ Tát Đạo Ái Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Ma Cửu Pháp Liên Hoa Vị Phù Mâu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Bồ Sanh Bất Thối Bồ Tát Vi Bàn Lữ Nguyện Dị Thư Công Đức Phổ cầm những thế ngã đặng giữa chúng sanh giai công thành Phật Đạo. Tự quy Phật đường nguyện chúng sanh thế giai đại đạo. Từ quý pháp mới đương nguyện chúng sanh thâm nhàm kinh tạng trí huệ như hải từ quý tăng đương nguyện chúng sanh những thiên vô ngại nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành này
di hồng an ma ni ma 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 di hồng Nam mô
Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại
Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Sang thờ thì không không tương thì sang thọ tương hành thân về phụng như thì xá lời tự thì chư phá không tương bớ sanh bằng gì bằng câu bất tình bằng tăng bằng giam thì có không trung vô sáng vô toàn tương hành thờ vô nhan nhị tí thì thân ý vô xa thịnh hương vì sông phá vô nhàn giới này chỉ vô ý thức giới vô vô minh diệt vô minh tầng này chỉ vô lão từ diệt vô lam từ tầng vô vô tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng chỉ vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cứu cánh niệm bằng tam thế chư phật y mạng nhà ba la mạng đa cố đăng a nào đa la bằng nha ba la mận đa thi đại thần chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ nhân thiết cô chân thiền bẩn hưng cô thiền bằng nha ba la mận đa chú thân thuê chú viên yên đế đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế A di đà đa tỳ ca lăng đa a di đà đa tỳ ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya tha di đà đô bà tỳ a di đà đa tha nam bà tỳ a di đà đa tỳ ca lăng đa ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa điện ya tha a di đà đô bà tề a di đà đa ta đa bà tề a di đà đa tề ca lăng đa a di đà đa tề ca lăng đa ya di ni ya ya na chi đa ca lệ ta bà hằng a di đà phật thân kim sanh ê tướng hảo quang minh vô đẳng luân ê bành hào uyên kiến ngũ tu di cam mồ trần thánh tư đại hải quan trung hóa phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên tứ thâm ba nguyện độ chúng sanh cửu pháp âm linh đăng bi ngàn ấy nam mô tây phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 a
mô A Di Đà Phật, Nam 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 mô Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô